Ngày 1 tháng 8 năm 2024, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với đội cảnh sát giao thông Bình Triệu thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe máy và một xe container làm một nam chạy xe giao hàng công nghệ chết tại chỗ. Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, nạn nhân chạy xe máy trên quốc lộ 1 hướng từ thành phố Thủ Đức đi quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe máy chạy hết dốc cầu vượt sóng thần, đoạn thuộc địa bàn phường Bình Chiểu thì va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều, chở theo một người phụ nữ khác và một trẻ em. Cú va chạm làm nạn nhân cùng chiếc xe máy ngã ra làn đường ô tô. Đúng lúc này, chiếc xe container từ phía sau chạy lên, không kịp xử lý nên đã cán qua người khiến nạn nhân chết tại chỗ. Các phương tiện sau đó nằm chắn giữa quốc lộ 1, giao thông đoạn qua khu vực bị ùn tắc. Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Bộ Công an vừa công bố dự thảo thông tư quy định về chỉ huy điều khiển giao thông đường bộ của lực lượng cảnh sát giao thông nhằm thay thế cho thông tư 26 năm 2017 quy định về cùng nội dung. Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất quy định cụ thể về phân công, phân cấp trong công tác chỉ huy điều khiển giao thông. Cụ thể, đơn vị được giao nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến địa bàn nào thì thực hiện công tác chỉ huy điều khiển giao thông tuyến đường địa bàn đó. Cục Cảnh sát Giao thông thực hiện công tác chỉ huy điều khiển giao thông, chỉ đạo phối hợp phân luồng giao thông trên các tuyến cao tốc được giao quản lý khi có sự cố giao thông có nguy cơ gây ùn tắc giao thông, tai nạn. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định việc phân công, phân cấp công tác chỉ huy điều khiển giao thông tuyến đường địa bàn thuộc quyền quản lý. Đáng chú ý, dự thảo của Bộ Công an quy định điểm mới về việc sử dụng thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy điều khiển giao thông. Theo đó, thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy điều khiển giao thông được sử dụng phải đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về nghiệp vụ của cảnh sát giao thông và bảo đảm các yêu cầu về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an toàn cho người tham gia giao thông. Các thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy điều khiển giao thông có thể nhận và truyền tải thông tin cần được kết nối với trung tâm chỉ huy giao thông. Khi tiếp nhận các thông tin, dữ liệu về tình hình giao thông như ùn tắc, tai nạn, mật độ phương tiện, cảnh sát giao thông phải chỉ đạo kịp thời việc điều chỉnh hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu hoặc triển khai phương án bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thông, xử lý, khắc phục kịp thời. Vẫn theo dự thảo, Bộ Công an hướng dẫn giải quyết một số trường hợp cụ thể trong quá trình chỉ huy, điều khiển giao thông. Ví dụ, nếu người vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt, cảnh sát giao thông cần phải giải thích ngắn gọn, rõ ràng để họ thấy rõ hành vi vi phạm của mình và biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật để tự giác chấp hành. Trường hợp người vi phạm không chấp hành thì tạm giữ giấy tờ, mời người vi phạm về trụ sở đơn vị để giải quyết hoặc hướng dẫn khiếu nại theo quy định của pháp luật. Nếu xảy ra gây rối trật tự công cộng làm cản trở đến trật tự an toàn giao thông, cảnh sát giao thông cần sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận sự việc, đình chỉ ngay hành vi, thu hồi hung khí nếu có, kiểm tra giấy tờ tùy thân của những người có liên quan, tổ chức cấp cứu người bị nạn nếu có, phối hợp với các lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định, không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Cùng với đó là giải tán đám đông nếu có, lập biên bản ghi nhận vụ việc và yêu cầu những người có liên quan về trụ sở công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất để giải quyết. Một số trường hợp khác gồm người lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, bỏ chạy, lăng mạ cản trở người thi hành công vụ, điều khiển xe đâm vào người thi hành công vụ. Với những tình huống này, cảnh sát giao thông cần phải giải thích cho người vi phạm biết rõ về hành vi của mình, thuyết phục, yêu cầu họ chấm dứt ngay và chấp hành yêu cầu kiểm tra kiểm soát. Nếu người vi phạm có hành vi chống người thi hành công vụ thì tùy theo tình huống tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí theo quy định của pháp luật để ngăn chặn hành vi vi phạm và phòng vệ chính đáng. Trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không chấp hành tín hiệu, hiệu lệnh dừng phương tiện và bỏ chạy, thì người thi hành công vụ được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm. Những chiếc xe máy điện, xe máy, xe mô tô phân khối lớn này không phải là các mẫu đồ chơi công nghiệp, mà được anh Thái Văn Kỳ ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội nặng ra từ đất sét. Bất kỳ mẫu xe máy từ đất sét nào qua tay anh Kỳ đều trở nên tinh xảo như thật với mức độ chi tiết, hoàn thiện cao. Dưới đôi bàn tay khéo léo của ông bố trẻ này, những cục đất nặng vô tri đã biến thành những mô hình độc đáo, giàu tính nghệ thuật thẩm mỹ. Với một chiếc xe máy bằng đất sét này thì cái phần đất sét nó chiếm khoảng 92-93%, còn lại là những sợi dây nhôm và những chiếc anten TV để mình làm phần ống xả như thế này. Và dây nhôm thì mình làm nan hoa cũng như các bộ phận tay phanh, giá đèo hàng.
Và một chiếc xe máy đất sét mà mình làm đây thì về cơ bản nó giống đến 98% so với phiên bản xe máy thật. Anh Kỳ cho biết, để tạo thành một mô hình xe hoàn chỉnh, anh phải nghiên cứu kỹ hình dáng, tỷ lệ sao cho giống chuẩn nhất và phải trải qua khá nhiều công đoạn như nhào đất, trộn màu, sơn. Mỗi công đoạn đều mất khá nhiều thời gian, bởi từng công đoạn phải đảm bảo chính xác, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của mô hình sau khi hoàn thiện. Những bước đầu tiên để mình tạo ra được một chiếc mô hình xe máy bằng đất sét ấy, thì quá trình nặn đầu tiên sau khi mình đã nhào đất xong ấy, như các bạn nhìn thấy đây, phần đất này là phần đất thô sau khi mình đã trộn nó thành màu như thế này, thì mình sẽ nặn phần yên xe đầu tiên, và sau khi nặn phần yên thì mình sẽ nặn phần khung cũng như liên kết các yếm rồi là đầu xe. Tất cả các bộ phận này đều được làm tách rời, như bánh xe và đầu xe đều phải làm tách rời ra. Và một quá trình để tạo ra được một chiếc xe như thế này thì mất khoảng 35 đến 50 giờ làm việc, tùy độ khó của từng xe. Chia sẻ về cơ duyên đến với bộ môn đất nặng, anh Kỳ cho biết anh đã biết đến đất sét từ năm lớp 3 và anh thường mượn đất nặng của cô giáo dạy mầm non gần nhà để chơi. Khi biết xe máy là phương tiện có giá trị rất cao thời đó, anh Kỳ chuyển từ nặng các con vật sang đam mê mới là nặng xe máy từ đất sét. Mình biết đến đất nặng từ năm mình khoảng 7-8 tuổi. Cơ duyên là do đối diện nhà mình có cô giáo mầm non và hàng ngày mình sang đó chơi cũng như mượn đất nặng của cô để nặn những con vật gần gũi với cuộc sống của mình lúc bấy giờ. Và tình cờ thì mình biết đến xe máy. Xe máy lúc đó thì nó có giá trị rất là cao và mình quyết tâm nặn ra được những chiếc mô hình xe máy đó để thỏa mãn đam mê của mình cũng như dành tặng người thân những chiếc xe máy mà mình làm từ đất sét ra. Anh Kỳ chia sẻ anh thường tranh thủ nặn mô hình xe vào buổi tối. Nhiều lần anh mày mò đến tận 3 giờ sáng để tạo hình, chỉnh sửa các chi tiết của xe. Niềm đam mê tiếp sức cho ông bố trẻ không biết mệt mỏi dù phải thường xuyên làm việc tới sáng cũng giúp anh tạo ra những mẫu xe máy độc đáo từ đất sét. Có những hôm thì mình nặn cho đến tận 2-3 giờ sáng mình mới đi ngủ, và vợ con thì cứ bảo là muộn rồi mà mình không đi ngủ, nhưng mà thực ra thì trong quá trình làm dở thì rất khó có thể dừng tay được. Nó đam mê đến độ mà mình đi ngủ sớm hôm sau dậy mình chưa kịp rửa mặt hay là đánh răng gì thì mình đã mó vào cái sản phẩm tối hôm trước mình còn làm gian dở để tiếp tục xem là nó còn thiếu sót hay là phần nào mà mình chưa thấy ưng ý thì mình sẽ sửa tiếp. Sau khi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra thích thú và hỏi mua các mô hình này của anh Kỳ. Tùy từng sản phẩm, những người có cùng đam mê với anh Kỳ muốn mua các sản phẩm này với giá từ 1 đến 2 triệu đồng một chiếc. Tuy nhiên, ông bố trẻ vẫn kiên quyết không bán, bởi anh tạo ra các mô hình để thỏa mãn niềm đam mê cháy bỏng với xe máy và đất sét, mà không phải nặng đất sét vì mục đích thương mại